chào quý vị các bác. Cây làm cây cuối tuần các bác nhé. Thì cái cây Nam Điền mà được cắt bỏ giống hình quả bóng ấy, tròn quả bóng ấy. Đây, hôm nay tốt đang tính lọc cái mầm và cắt triệt để cái tay bên này được chưa cắt triệt để. Thì hôm nay cắt và tất nhiên lọc mầm mà vẫn nuôi những mầm thở tốt để nuôi tiếp các bác ạ. Vế này đây, bệ rễ của nó thì ngứa mặt lắm này, bệ rễ là cốt chậu đây, trên là rất là bệt mặt chậu đây này, rễ rất là tốt. Con phía này thì hơi thiếu chút nhưng không sao, nó lấy được ở dưới lên xuống rồi, trên này xuống rồi. Đấy, cao thì độ chắc độ hơn chắc độ 20 phân. Đấy, và không thò tay vào đây thì làm sao biết được. Có các bác cứ suốt ngày bác nhắn tin con ý không hiểu bác ý là như nào, cứ bảo là không thò tay vào, nhưng mà cây cối không thò tay vào thì làm gì gọi là thợ. Cắt cái cây này các bác nhé, đây mình sẽ khấu lên này, các bác biết chỗ đầu này nó rất là to lắm, khấu bỏ lên đây và nuôi ngắn như bên này nuôi thả cho nó to kịp bên này. Đấy, bên này hơi bé, ngọn này thì nuôi tiếp, nuôi những cái mầm thở, một số mầm thở chính để nó u cục thôi. Sau này cái sẹo này nó đầy thì tính sẽ khoét bớt cái mền này. Đấy, thì chúng ta phải chào. Đấy, làm thôi, làm tối rồi. Kéo em quen dùng cái này, kéo 40.000 này, rất to. Thì nó nặng cầm nó quen tay quá, thông cảm. Em quen dùng này, chứ kéo nhỏ nhất em có ấy, không dùng đâu anh. Thank you.
các bác. Là cái lớn nhất là cắt cái này đi. Vì sao cắt cái này? Đây này, cái này nó có rất nhiều chốt ở đây, nó mọc ở đây và rất là to. Cái đầu này to hơn là sao? Sau nuôi thì vế nó hơi dài, hơi vẩy lên. Thì là cắt đi. Cắt đi. Đấy, các bác nhìn nó hợp lý hơn không? Hợp lý hơn không? Đấy, hợp lý hơn. Cái đoạn này thì sau sẽ giật cái này để cho nó có những đoạn chuyển, bỏ này đi. Bỏ đoạn này hẳn đoạn này đi. Vẫn bỏ đoạn này đi để cho nó nhìn nó thuận thôi. Và cái đầu này hơi bị to, bỏ đi, nuôi mấy cái này không cần thiết. Dồn được nơi cái này. Bây giờ cắt xuống đây thì luôn thì hơi sớm. Tiện. Đấy. Thì đảo cái xong lấy cái này lên làm ngọn này. Đấy, đang lại như vậy. Này nuôi mầm thở thôi. Chỗ này, cái bên này thì cần đang nuôi những mầm thở xung quanh này, này. Để một số cái điểm chốt mầm thở cho cái tay này nó to này. Này to này. Về mặt đằng này nhá. Đằng này có một cái nét rất là hay. Vừa nãy tôi định để lại nuôi cái này để cho nó liền cái sẹo, nhưng mà u ở đây nó chướng mắt, nó không thuận. Bỏ đi. Bỏ đi. Cái chốt bên này sau sẽ về xử lý tiếp để cho nó xuống tí nữa. Nó hơi vẩy nhưng các bác nhìn ra. Cái con bể bãi thì đây. Các bác nhìn chùm nó xung quanh thì nó có. Phía bên này, này dọc dẻo dài này chỉ có một tí đây là thiếu thôi. Thì ra nuôi những cái này để lấy xuống. Và phẫu những cái điểm đục đây để lấy dễ dàng. Đấy. Thì đây là cây rất là giá trị. Được form anh em là rất thích chơi bây giờ. Sau này thì các bác nhìn, tôi sẽ bóc một chút cái phiến này đi cho nó nhẹ bớt đi. Và vẫn giữ nguyên cái form tròn của cây thôi. Có bác góp ý em là đi nguyên vào cái này nhưng mà thế thì lại mất cái giá trị của cây đi. Đấy. Định nuôi một số cái mầm thở đấy nhưng mà u cục nó nhiều rồi, không cần thiết. Không cần thiết. Đấy. Nhĩ nhã. Nam Điền các bác nhá, Nam Điền xịn nhá. Đấy. Nếu mà các bác nhìn thấy bệ bãi của nó lúc mà em thấy đất thì phê lắm. Cảm ơn các bác nhé. Ok, hay đấy các bác.